Lễ hội cá cảnh có gì? Hay hôm nay thì tôi sẽ quay sơ cho anh em xem cái lễ hội cá cảnh thì có những gì nha. Thì đầu tiên thì bước vào anh em thì sẽ có là mấy con cá ruby nè. Rồi bên cạnh đó thì sẽ có mấy con kiến nè anh em. Mấy con kiến này nè, không biết là kiến gì nữa nhưng mà thấy nhiều lắm anh em. Đó, bên cạnh đó thì kiến rồi có mấy cái chỗ mà để nuôi kiến anh em. Có mấy cái hồ mà để nuôi kiến á. Rồi bên đây á, là mấy cái khu mà dành cho mấy bé cá vàng nè. Đó thì cá vàng con nào con nấy u nu luôn. Đó, chưa kể là có mấy con cá nhỏ nè anh em. Còn bên đây á, là khu vực mà nuôi rắn nha anh em. Đó, rắn thì nó cũng có nhiều dòng lắm. Đó, còn anh em nào biết dòng nào thì bình luận cho tôi biết với nha. Còn bên đây á, là cái khu mà nuôi lóc nè anh em. Đó, mấy bé pháo hoa rồi anh đờ rau rồi tiểu hoàng đế gì tùm lum nè. Đó, còn qua bên đây á, là cái khu mà nuôi dành cho mấy bé cá la hán anh em. La hán thì tôi cũng không rành về mấy bé cá này, anh em nào biết thì cũng bình luận cho tôi biết chứ nha. Đó, nói chung là giá cá nó cũng ok lắm. Bên cạnh đó thì sẽ bán mấy cái thức ăn dành cho mấy con cá nữa anh em. Bên đây thì mấy cái tiểu cảnh đâu nè, nó thì quá trời đẹp luôn nè anh em. Qua trong video thì không biết anh em thấy như thế nào, còn ở ngoài thì em thấy là cực kỳ đẹp luôn. Còn là em đi anh em thì chỉ có nhiêu đây thôi, thì em cập nhật cho anh em tình hình nhiêu đây thôi nha. Ok nha anh em.